Phúc xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Long Phi 1985 Nguyễn của mình nha. Hôm nay mình đi bắt ong ruồi các bạn. Từ sáng giờ mình đi bắt cũng được bao nhiêu nè các bạn. Để mình quay cho các bạn xem nha. Sáng giờ mình bắt được bao nhiêu đây các bạn. Mình cũng chuẩn bị dài rồi các bạn, như mình cũng có đôi lời tâm sự gửi đến chị Hồng Nhung. Chị ơi, mình là người Việt Nam. Chị mang cái tính mà tự giác cao, chị đi khai báo như các bệnh viện hay là cơ quan nhà nước là chị đã mắc cái bệnh đó, để cơ quan nhà nước hay là bệnh viện người ta có cách điều trị để người ta cứu sống chị. Này, chị không mang cái tính với tự giác cao, chị cứ âm thầm chị đi lây lan sang cho người này người kia, thấy không? Chị thấy không, có mình anh chị làm khổ cho nhiều người khác, mà đâu phải chị làm khổ cho nhiều người khác đâu, còn nhiều bác sĩ y tế đồ này kia người ta phải chăm lo cho chị, người ta cách ly chị đó. Rồi nhà nước phải cung cấp thức ăn thức uống cho những cái người bệnh nhà chị biết tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức của nhà nước. Rồi như em bây giờ em buôn bán này kia mặt ong cũng không được nữa chị. Rồi em lấy cái gì em sống, em chỉ nhờ chủ yếu vào ông bán để em kiếm sống hàng ngày, em còn nuôi gia đình em, mà bây giờ là người ta ít mua lại chị đó, vì cái bệnh đó, cái bệnh mà chị mang từ ở đâu về, ở nước ngoài về. Rồi như chị biết, chị lấy ra nhiều người, rồi chị đi tới chỗ khác chị lây người khác nữa, thấy là nhiều cái khó khăn không chị, gây ảnh hưởng cho người này người kia, cho gia đình người này gia đình người kia. Rồi nhiều khi chị còn gây ảnh hưởng lo lắng cho nhiều người ở trên cả cái đất nước Việt Nam này, người ta lo lắng, người ta không biết người ta có sợ, người ta có mắc bệnh như thế không. Rồi nhiều cái chỗ mà người ta buôn bán đồ này kia ế ẩm, không người này không người nọ dám tới ăn. Rồi chị thấy những cái hoàn cảnh đó bắt đầu người ta sẽ khổ sở, người ta bỏ ra bao nhiêu tiền của để người ta buôn bán hay này kia người ta kiếm sống, mà giờ chị mang cái căn bệnh đó về, bây giờ không ai người ta tới quán và ăn nè. Em buôn bán ế ẩm nè, mà ông em bán không được nè. Đấy. Rồi quán xá nhà hàng đồ này kia người ta không buôn bán được, chị thấy không, khổ không, khổ cho nhiều người không chị. Phải chỉ có một cái tính tự giác cao á, là nó đâu có xảy ra ảnh hưởng đến cái sự việc ngày hôm nay. Và em cũng là gửi hết tất cả những người dân trên đất nước Việt Nam mình vì một cộng đồng chung, chúng ta hãy có tính tự giác một cách cao nhất để không ảnh hưởng tới những người khác thôi. Mình chỉ có đôi lời gửi đến chị Hồng Nhung và tất cả các bạn như thế thôi. Mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.